Thưa quý vị, dao mổ băng gạc thậm chí là kéo bị bác sĩ bỏ quên trong cơ thể bệnh nhân sau phẫu thuật đã không còn là chuyện quá hiếm gặp. Tuy nhiên với trường hợp bệnh nhân Ma Văn Nhật 54 tuổi tại huyện Trợ Đồn tỉnh Bắc Cạn bị quên kéo trong bụng suốt 18 năm, tới gần đây khi khám mới bị mới phát hiện được ra sự bất thường này thì nhiều người không khỏi đặt câu hỏi là tại sao trong suốt gần 20 năm trước đó ông Nhật không biết và không cảm thấy đau đớn gì. Bác sĩ Trần Văn Phúc, chuyên ngành phẫu thuật tiêu hóa, tiết niệu và chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, chuyện một chiếc kéo phẫu thuật nằm trong bụng bệnh nhân tới chục năm mà bệnh nhân không có cảm giác đau đớn là chuyện bình thường. Trên thế giới cũng đã từng xảy ra các trường hợp bác sĩ quên dụng cụ phẫu thuật trong ổ bụng bệnh nhân mà sau đó người bệnh không có cảm giác bị đau, thậm chí còn có trường hợp bác sĩ để quên đinh trong ống xương của người bệnh khi thực hiện các phẫu thuật về xương khớp theo bác sĩ phúc khi đồ dùng phẫu thuật nằm trong bụng người bệnh có thể ở trạng thái nằm yên không va chạm vào các mô tạng khác trong ổ bụng thì cũng không gây ảnh hưởng gì với những trường hợp không gây đau đớn người bệnh có thể sống chung với vật lạ trong cơ thể hơn là bắt buộc phải phẫu thuật lấy nó ra Thông tin sau đây sẽ giúp giảm bớt những gam màu u ám trong bức tranh về ngành y tế. Tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân may mắn được chẩn đoán và điều trị thành công chứng bệnh nhuyễn xương, loại bệnh mà trên thế giới mới có khoảng 300 người mắc phải. Người mắc bệnh này có thể bị giảm chiều cao đến cả chục cm khởi phát bệnh từ cuối năm 2012 với triệu chứng đau xương, gãy xương liên tiếp ở đùi, đốt sống ngực và thắt lưng. Bệnh nhân nữ này đã chạy chữa nhiều nơi, thậm chí sang tận Singapore điều trị nhưng vẫn không hết bệnh. Từ chiều cao 1m62 nhưng do chứng nhuyễn xương, chị chỉ còn 1m55. Các xét nghiệm với bệnh nhân này đều phải chuyển sang Pháp thực hiện và cho thấy lượng phốt phô trong máu rất kém ở thận cũng không hấp thu được. Các bác sĩ ở bệnh viện trợ đấy đã xác định đây là ca bệnh nhuyễn xương hiếm gặp, điều trị bằng phốt pho dạng uống và vitamin D liều cao. Đến nay bệnh nhân đã giảm hẳn tình trạng gãy xương và ổn định sức khỏe. Đây cũng là trường hợp nhuyễn xương đầu tiên được xác định và điều trị thành công trên cả nước. Vào đúng đêm Giáng sinh năm nay, ca sĩ Mỹ Tâm đã có một màn trình diễn ca khúc Sầu Tím, Điệp Hồng đầy bất ngờ với một chàng trai khiếm thị trên một sân khấu gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam tại thủ đô Hà Nội. Từ lúc sự việc xảy ra, rất nhiều phóng viên đã liên hệ trực tiếp với Mỹ Tâm, nhưng cô luôn giữ thái độ im lặng, không muốn chia sẻ. Tối qua, trên trang cá nhân của mình, Mỹ Tâm lần đầu tiên lên tiếng về màn song ca có một không hai này lý giải cho việc giữ im lặng suốt từ lúc sự việc xảy ra mỹ tâm cho biết vì cô thấy ngại nên không biết nói gì và định trốn luôn xong vì phải xuất hiện trên trang cá nhân để thông báo về lịch họp người hâm mộ nên cô mới nhắc lại chuyện này về hành động của mình trong đêm Noel, Mỹ Tâm chia sẻ, cô nghĩ việc đó cũng giống như bao nhiêu người đã từng làm trước đó, nên khi nhận được nhiều lời khen ngợi, cô cũng không biết nói sao. Mỹ Tâm cảm ơn mọi người vì những lời khen ngợi dành cho mình, xong cô chỉ xin nhận những lời chúc, những lời khen, cô lấy đó làm những lời nhắc nhở mình mỗi ngày phải cố gắng sống đúng và làm đúng hơn nữa. Nước mắt và sự đau buồn là không khí thường thấy trong các tang lễ của người Á Đông, tuy nhiên thì điều này hoàn toàn không đúng với tang lễ của bà Đặng Tuyết Mai, là phu nhân một thời của nguyên phó tổng thống chế độ Sài Gòn cũ Nguyễn Cao Kỳ và cũng là mẹ đẻ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Theo những hình ảnh vừa được chuyên gia trang điểm Nhật Bình chia sẻ thì trong tang lễ của mẹ mình diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 12 theo giờ Mỹ, MC nổi tiếng lại trang điểm và ăn mặc khá là đẹp và cầu kỳ. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy là MC Kỳ Duyên lo hậu sự cho mẹ trong trang phục áo dài đen, tóc uốn xoăn búi cao sang trọng, khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh của bà Đặng Tuyết Mai lúc sinh thời. Theo chuyên gia trang điểm Nhật Bình thì trước khi qua đời, bà Tuyết Mai mong muốn con gái ăn mặc trang điểm làm tóc giống bà và mọi người vui vẻ không khóc khi đến dự tang lễ. MC Kỳ Duyên đã cố gắng làm mọi việc theo đúng di nguyện của mẹ sinh thời thì bà tuyết mai được cho là một người tân tiến nên không muốn đám tang của mình mang vẻ đau thương như truyền thống bà cũng không thích mọi người đến dự phải buồn phiền và khóc lóc thảm thiết cũng theo chuyên gia trang điểm nhiệt bình thì toàn bộ trang sức mà mc kỳ duyên mang khi đưa tiễn mẹ đều là các món đồ mà bà tuyết mai đã dùng hai mẹ con mc kỳ duyên thường mặc chung đồ dùng chung trang sức vì cùng gu và sở thích Quay trở lại chương trình chào buổi tối với tiểu mục chuyện tối nay. Đã có gần 6.800 người đăng ký hiến tạng sau khi chết hoặc là chết não. Đây là con số thống kê của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tính đến ngày hôm nay. Với tâm lý phổ biến là chết thì phải toàn thây của người Việt Nam, thì đây là một con số vô cùng ý nghĩa và hẳn nhiều quý vị khán giả vẫn còn nhớ câu chuyện cảm động của chàng trai trẻ Trịnh Đình Vàng sinh năm 1986 ở Quốc Oai Hà Nội là người chết não và đã hiến đa tạng để Bệnh viện Quân y 103 có thể cứu sống nhiều người vào đêm ngày 27 tháng 7 vừa qua. Anh Vàng là con trai út trong ba người con của bà Cấn Thị Ngân và hôm nay đã là hơn 100 ngày chàng trai trẻ ra đi mãi mãi nhưng mà ở đâu đó thì mẹ và những người thân của anh vẫn cảm nhận là anh vẫn còn hiện hữu khi mà trái tim lá gan và đôi mắt của anh thì vẫn đang ấm nóng mang lại sự sống cho sáu người khác đặc biệt ngày hôm qua thì bà ngân cũng đã làm đơn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của bà cấn thị ngân tại trường quay của chào buổi tối bà là mẹ của anh trịnh đình vàng và cũng chính vì quyết định này mà bà ngân đã phải chịu rất là nhiều điều tiếng vâng trước hết thì chúng tôi cũng xin được chia buồn với bà ngân cũng như là gia đình về cái sự mất mát sự ra đi của anh vàng và cũng cầu mong cho anh sẽ được an nghỉ ở nơi chín suối có lẽ là ngày 27 tháng 7 vừa qua thì là một ngày không thể quên là quên được đối với một người làm mẹ như bà đúng không ạ khi mà người con trai thì ra đi mãi mãi không biết khi mà nghe tin về về con mình thì cái tâm trạng của bà lúc đó như thế nào tôi sáng ngày 27 tháng 7 tôi được nghe tin con tôi bị tai nạn sự thức là người rất bàng hoàng thế thì tôi cũng có bắt xe về thẳng bệnh viện 103 và thăm quan nhìn thấy quan nằm bất tỉnh không biết gì nữa bác sĩ cũng gọi tôi vào để muốn tư vấn để nói chuyện về hiến mô tạng tôi cũng rất bàng hoàng mà đầu xoát quan bởi vì là quan giờ đang hiên đang đành như thế bây giờ mổ quan ra để rút những quả tìm rút hết các thứ bộ phận của người thì đầu xoát ừ tôi cũng ra suy nghĩ một buổi đến chiều tôi nghĩ bảo tôi cũng suy nghĩ thì bảo nếu thiêu đi thì là thành gió bụi mà chôn đi thì thối nát mà biết bao nhiêu con người đang mắc phải những căn bẩn hiểm nghèo đang cắp kê với cái chết tôi đã vào nói chuyện bác sĩ và quyết định là nhấn đầu thương để hiến mô tặng cứu người để làm phúc cho con cháu về sau vương có thể nói rằng là để đưa được ra một cái quyết định như vậy với bà với một người làm mẹ thì không hề dễ dàng như thế nào đúng không ạ bà nói là rứt quả tim của con ra này rứt cái lá gan của con mình ra để cho người khác và nhưng mà bà lại cũng có một cái suy nghĩ tôi nghĩ rằng là cũng rất là tiến bộ khi mà cho rằng là dù chúng ta chết đi rồi tất cả cũng cũng sẽ trở về cát bụi nếu mà chúng ta có thể rút một ai đó tiếp tục duy trì sự sống thì điều đó sẽ rất có ý nghĩa vậy thì tại cái thời điểm mà bà đang còn đứng giữa cái sự cân nhắc quyết định như vậy thì bà nhìn những cái người xung quanh những cái người mà đang đang cần cái sự cứu sống đó thì cái cảm xúc của bà như thế nào tôi nhìn thấy những người xung quanh và với những người mà đang mất những cần bệnh hiểm nghèo thì đó là cũng vừa được xót quan nhưng nghĩ đến cái sự sống của người ta thì mình cũng nén đầu tường để làm phục cứu người nhưng thực sự <laughs> lúc tôi quyết định thì quyết định để làm cam kết biết bao nhiêu quan cháu anh em cũng can ngăn bởi vì là can ngăn là đừng làm như thế mà đọc xót quan nhưng tôi nghĩ bằng nếu mà trôn đi thì thôi nát mà thiêu thì thành gió bụi thì tôi vâng. quyết định là hiến mô tạng đó là để đem lại cái sự sống cho mọi người ta và quan tôi vẫn quan có một sự sống trên đời. Vâng như vậy là khi mà bà đưa ra quyết định như vậy thì những cái thành viên khác cũng là anh em của anh vàng đúng không ạ? thì cũng đã rất là phản đối. Mọi người nói như thế nào về cái quyết định của bà? Ngoài việc rằng nói là không nên làm như vậy. Mọi người nói là nói tôi là không đâu xót quan mà rút quan ra như thế mà người thì nói là Điều quan có về đoài thiếu cái gì không? nhưng chưa thực tôi làm việc này là cũng để làm phúc thì tôi cũng thấy cảm thấy là với đi nỗi buồn mà cái việc làm của tôi là quan vật con sự sống trên đời đó là nhìn thấy những người được sống này là là cái niềm an ủi lớn nhất của tôi. Vâng dạ vâng thưa bà tôi muốn cũng muốn chia sẻ cái điều này mất mát của gia đình nhà mình và tôi nghĩ là phần đông mọi người rất là ngưỡng mộ cái quyết định của bà bởi vì là điều này đã giúp cho rất nhiều người à, tuy nhiên tôi nói cái từ phần đông bởi chắc chắn là cũng có một nhóm nhỏ mọi người không đồng cảm với bà, thậm chí họ còn có những cái suy nghĩ không đúng ví dụ như là nghĩ bà đã có những cái lợi ích từ cái việc là kinh doanh uh, nội tạng của con bởi vì như chúng ta cũng biết là cái nhu cầu về nội tạng để thay cấy ghép ở chợ đen bây giờ là rất là cao. Thì không biết bà nghĩ gì về điều này hoặc là bà còn có một cái điều tiếng nào khác mà phải chịu trong uh, việc đưa ra quyết định như vậy hay không ạ. Thì điều đó thì nhiều cái tiếng Tầm ở muôn thế gian thì không thể nào đường được người thì nói là quả tim hàng tỷ mà sao không không bán mà để hiến cho không người xa lạ người thì nói là người thì nói là sao quả tim quả thần, quả lá gan rác mạc như thế mà để bán có 45 triệu nhưng thực sự tôi không nghĩ gì về một một cái vật gì trên đời cả mà tôi chỉ nghĩ là việc làm phúc trên đời thôi đó là đem lại cái sự sống cho quan tôi và lại vừa là làm phúc cứu được người Dạ vâng và tôi cũng muốn hỏi bà một điểm là về phía tâm về tâm linh chúng ta là một nước Á Đông và đặc biệt Việt Nam của chúng ta có một quan niệm là chết thì phải toàn thây thì bà nghĩ sao về những người nói rằng là con bà như vậy sẽ khó được siêu thoát hoặc thậm chí là có thể còn oán trách mẹ mình ạ? Cái điều đó thì như ta nói là quan rút hết của quan thế thì liệu rằng quan về có đây thiếu những cái gì không? Nhưng thực sự tôi đã nghĩ là việc tôi làm thì tôi tôi đã làm thì tôi bất chấp tất cả những người mọi điều tiếng tiền đời để vượt lên chính mình. Đó là cái niềm an ủi lớn nhất của tuổi là tôi đã tâm phúc được cứu được sáu người đó là là sự sống của quán tôi vẫn hoàn toàn trên quệ đời. Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu mà anh vàng có hiểu được cái cái suy nghĩ những cái tấm lòng của bà là một người làm mẹ thì chắc chắn là cũng sẽ rất là ủng hộ bà đúng không ạ? À, chúng tôi đều biết là thông thường thì bệnh viện thì sẽ giữ thông giữ bí mật thông tin về cái người mà sẽ hiến tặng cũng như là gia đình của họ. Cá nhân bà thì sao? Với 6 người mà đã được nhận những cái cái phần cơ thể con trai bà thì bà đã gặp lại ai chưa ạ? Và 6 người được nhận những phần của quán tôi thì tôi được gặp lại hai ca giác mạc người ta tìm đến trước trước năm mươi ngày với một cả gan thì ba ngày sau thì người ta đến nhưng mà chỉ có gia đình người ta đến thôi nhưng mà tôi nhìn thấy những người người ta được nhận những phần đó là tôi nhìn thấy đến người ta đến đó là cái niềm an ủi lớn nhất của tôi tôi chỉ mong muốn là tôi chỉ gặp được một lần không có đòi hỏi gì mà chỉ cần gặp một lần với những người mà đạn thực nhân những phân của quan tôi đó là cái niềm an ủi lớn nhất của tôi như thể tôi nhìn thấy quan tôi vâng như vậy là có nghĩa là bà vẫn cảm giác là giống như là con mình giống như là anh vàng thì vẫn đang đang ở đâu đó quanh đây đúng không ạ trong những người đang sở hữu giác mạc của anh đang sở hữu trái tim của anh Mặc dù tôi cũng rất là hiểu những người mà đã đưa ra quyết định như bà thì chắc chắn là sẽ không mưu cầu bất kỳ một cái cái vật chất nào đúng không và tất cả những người tìm đến bà thì họ đều là cái sự tự nguyện và cái sự cảm động trước cái cái tấm lòng nghĩa cử của gia đình bà cá nhân bà thì được biết ngày hôm qua cũng đã viết đơn để đăng ký sẵn sàng hiến tặng khi qua đời à, chắc là bà cũng đã có những suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định này đúng không ạ trước khi quyết định hôm qua đăng ký để hiến tặng trước khi qua đời thì qua phong sự hôm ngày 24 tháng tháng 12 vừa qua thì tôi thấy phóng sự một em bé 15 tuổi mà bị suy thận thế mà tôi vô cùng cảm động nếu em bé đó mà có người hiến tặng cho em thì em mang lại sự sống cho em nhưng em không có nhận được một phần nào của ải tặng cho nên em đã ra đi cảm thấy tôi đêm hôm ấy tôi suy nghĩ suốt đêm mà tôi muốn đến ngay trung tâm để tôi đăng ký ừ. mình sống đây để hiến cho em một quả thì kịp thời mà hiến cho em một quả thì có đem lại sự sống cho em Vâng, là người mẹ chắc chắn là người mẹ kia cũng rất đau lòng trước sự ra đi của con mình và cái sự suy nghĩ của bà là hoàn toàn rất là sáng suốt không ạ? Vâng, một lần nữa xin được chia sẻ với câu chuyện của bà và cảm ơn bà đã đến để chia sẻ với khán giả của chào buổi tối. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ vĩnh viễn mất đi đứa con của mình và cũng chẳng có nỗi đau nào lớn hơn khi tuổi già phải đối mặt với sự cô đơn và hoàn cảnh của bà Cấn Thị Ngân cũng là như vậy. Nhưng mà vượt qua tất cả thì bà đã, bà đã mở rộng tấm lòng, suy nghĩ tích cực bởi con trai bà mất đi nhưng mà không tan vào cát bụi mà vẫn tiếp thêm cái sức sống cho nhiều người khác. Và hy vọng sẽ có thêm nhiều những câu chuyện đẹp như vậy tiếp tục được viết lên khi mà chúng ta vượt qua được những cái định kiến thông thường để nghĩ cho người khác và hành động vì người khác vâng một lần nữa xin cảm ơn bà cấn thị ngân đã đến với chương trình chào buổi tối để chia sẻ với chúng ta một câu chuyện vô cùng cảm động còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại quý vị vào chương trình chào buổi tối ngày mai